dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. Kính thưa quý vị, trong chương trình trước thì luật sư Tom Tùng Hoàng đã chia sẻ với chúng ta những kiến thức rất là căn bản về income tax, có nghĩa là thuế thu nhập đó, và những hình thức trốn thuế hay là gọi là tránh thuế, hay là những cái hình phạt mà chính phủ theo luật quy định. Thì hôm nay thì cũng trong cái chủ đề của thuế thì luật sư Tom Tùng Hoàng sẽ trình bày về sales tax, có nghĩa là chúng tôi không biết dịch cho nó hợp như thế nào, thì tạm hiểu là thuế bán hàng hay là thuế tiêu thụ, là cái đó nó thông qua cái chuyện trao đổi mua bán thì tạm gọi là như vậy. Thì kính mời quý vị lắng nghe, và đặc biệt là những quý vị có cơ sở thương mại thì càng phải hiểu rõ hơn về vấn đề sales tax. Trước hết xin chào luật sư Tom Tùng Hoàng. Kính chào Hưng Yên, kính chào khán giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì trước hết là Hưng Yên cũng muốn hỏi luật sư Tom Tùng Hoàng là ai là người quản cái sales tax trong chính quyền, thì phải sở thuế hay là một cái chính quyền của city hay là ở đâu? Của tiểu bang, Texas Comptroller. Dạ. Của tiểu bang, nhưng mỗi thành phố nó có một cái phần thuế nhỏ riêng của nó nữa. Thí dụ tiểu bang họ ra, thì mình cứ nói tiểu bang Texas đi là 6 chấm mấy. Mỗi thành phố có thể cộng thêm vô. Bởi vì Hưng Yên có để ý được, có tới những thành phố họ tính có 7 chấm mấy phần trăm. Harris County, thành phố Houston 8.25%. Dạ. Và tới những chỗ khác có chỗ rẻ hơn, ít hơn. Dạ, những thành phố lớn thì thường họ nhiều hơn. Dạ vâng. Như vậy chúng ta hiểu được, có nghĩa là tùy những thành phố trong cùng một tiểu bang, nhưng mà tiểu bang là người quản phải không ạ? Dạ, họ thu hết xong họ trả lại cho một phần cho thành phố, cho cái quận và thành phố đó. Rồi từ tiểu bang họ nộp lên cho liên bang. Không, sales tax nó nằm trong tiểu bang. Dạ vâng. Yeah. thêm một cái hiểu biết thêm. Bây giờ những cái kiểu nào, những cái loại nào phải đóng sales tax? Chẳng hạn như tôi bán có một thời gian lâu lắm rồi đó, thì nhớ là mua Amazon không có hình như Amazon không trả sales tax. Yeah. Ví dụ như vậy thì những khi nào, tức loại hình nào là phải trả sales tax? Tất cả những cái gì mà nó gọi là consumer goods, những cái gì mà trao đổi bán tiền này qua ngày kia là có sales tax. Hưng Yên nêu lên là Amazon, eBay, những chỗ Alibaba, những chỗ đó đi. Bây giờ chính phủ Mỹ đang thay đổi cái luật tại vì nó không có công bằng. Yeah. Tại những người đó, sales tax là để cho gì? Xin lỗi cho thông trở lại là tại sao mình có sales tax? Để trả cho những cái gì dùng cho trong tiểu bang đó. Cứu lửa, cảnh sát, an ninh, đường, freeway, highway, bờ biển, sông, hồ, những cái đó hết đó là wildlife, thú vật, là tiểu bang take care hết, lo hết. Tiền trả những người đó đâu? Sales tax ra. Đó. Đó, thì bởi vì tiểu bang được thu. Nếu mà một cơ quan ở bên New York bán đồ qua Texas, họ nói tôi đâu có dùng gì của Texas, tại sao bắt tôi phải trả thuế của Texas? Đúng không? Đó. Thì tiểu bang Texas nói nhưng mà người của chúng tôi ở đây xài tiền để đưa qua bên New York để làm tiểu bang tôi nghèo sao? Nhớ kỹ lại là đây là United States of America. United States là tất cả những tiểu bang hợp lại thành ra nước Mỹ. Chứ chúng tôi không phải là một nước, chúng tôi là gọi là Constitutional Republic. Là từ tiểu bang hợp lại. Chúng tôi đồng ý làm việc với những tiểu bang khác nhưng phải công bằng. Đó. Thì bây giờ New York gửi đồ xuống đây không tính thuế, không công bằng với chúng tôi. Tại sao? Khi mà đồ nó qua đây, xe truck chở tới nhà, deliver Amazon tới cho Hưng Yên, xe truck nó đi đường nào? Đi freeway của tiểu bang này. Đúng không? Còn hợp lý. Dạ đó, vâng. Thì phải trả thuế cho chúng tôi. Thì cái đó là cái mà đang tranh luận bây giờ. Dạ vâng. Như vậy online là có nhiều phần là không trả thuế. Không trả thuế, nhưng mà giờ những tiểu bang bắt đầu làm đang việc xem xét. Dạ. Dạ vâng. Bây giờ có cái điểm này Hưng Yên cũng thắc mắc nè. Bây giờ thuế như luật sư Tom Tùng Hoàng mà chúng ta cũng thừa biết là 8.25%. Như vậy có nghĩa là quý vị đi tới mua một sản phẩm thì trả thuế 8.25%. Cái người chủ cơ sở thương mại đó, cái business đó phải lấy tiền thuế đó trả lại cho tiểu bang, thành phố. Yeah. Đúng không ạ? Người đó chỉ collect tiền dùm cho tiểu bang thôi. Thành phố thôi. Yeah. Có nghĩa là thâu 8.25 thì phải trả lại cho 8.25 cho thành phố. Đúng vậy. Nhưng mà có những cái này nói đóng cửa bảo nhau. Trả tiền mặt hình như đôi khi không thấy thuế. Yeah. Như vậy cái đó có phải là hình thức
để trốn thuế hay không. Chẳng hạn như là cái này chúng tôi không nói tới trốn thuế hay không là do cái người chủ, chứ không phải do cái hình thức trả tiền mặt là sẽ trốn thuế. Tôi trả tiền, tôi lấy tiền mặt nhưng mà tôi vẫn khai thuế, tôi vẫn trả tiền thuế thì nó thành là đúng. Nhưng mà chẳng hạn như có những dịch vụ là hình như trả tiền mặt không tính thuế, thì xin luật sư phân tích cái chỗ này, vi phạm luật đó làm sao, và cái sai và cái luật của Houston, Texas quy định thế nào về cái tội trạng này. Người chủ tiệm có lấy thuế hay không, không vi phạm luật. Họ có trả thuế hay không mới là vi phạm luật. Ok. Bởi vậy mình không có thể kết luận buộc tội những người đó là những người vi phạm luật được. Tại vì có thể người ta sợ bị mất cái người khách hàng này, họ nói tôi không lấy thuế, nhưng mà họ biết họ sẽ móc túi ra 8.25% để họ trả cho cái người khách này. Đó, thì miễn sao cuối tháng họ trả được rồi. Dạ vâng. Đó. Mà nếu mà có những người ngược lại nữa nha, collect thuế của khách mà không trả chính phủ, thì mấy người đó for sure là vi phạm luật rồi. Nhưng mà nếu mà họ không collect thuế mà tự họ móc túi ra họ trả giùm, để họ thay vì họ lời, thí dụ tiệm họ lời 30%, bây giờ họ lời 21.75% thôi, tại vì họ phải bỏ ra 8.25 rồi. Dạ vâng. Đó. Thì chưa chắc chắn là vi phạm luật nếu mà không collect thuế. Nhưng Tom đồng ý với Hương Yên đó là người Việt Nam mình nói, ủa tôi đi tiệm Mỹ tôi mới trả thuế, đi Việt Nam sao trả thuế? Thì trong là cái câu nói đó nó nếu mà mình tính sâu vô thêm đó, là chính mấy người đó nói là người Việt Nam mình nên ăn gian thuế, người Việt Nam mình không đàng hoàng. Tom nghĩ đó nó hoàn toàn sai hết, nên mình không nên nói như vậy. Dạ vâng. Và mình cũng không nên suy nghĩ như vậy đó, ai cũng phải trả thuế đó. Dạ vâng. Tại vì sao? Ba má mình, con của mình đi ăn lunch ở trong trường đôi khi được discount, đúng không? Ba má mình nhiều khi được người tới nhà home health care, được tiền chính phủ giúp, tất rất nhiều benefit. Mình ra đường đèn xanh đèn đỏ, an ninh, có cảnh sát, mình cần như mình gọi 911 là có liền, mà mình không chịu trả thuế và trả lương cho mấy người đó. Dạ vâng. À. Thêm một cái nữa, cái này nó hơi tế nhị một chút nhưng mà chúng tôi cũng hay thích để mà luật sư Tom chia sẻ thêm. Có những nhà hàng chúng ta chỉ lấy tiền mặt thôi, không biết là có lý do gì, nhưng mà như vậy có nghĩa là cái sự khai thuế đó nó tùy thuộc vào ông chủ. Đúng vậy. Tôi bán doanh thu một tháng 100.000 nhưng mà tôi nói bán được 50.000 thôi, tôi khai thuế chỉ 50.000 đó. Như vậy có nghĩa là luật thuế của Houston hay Texas đã có cái lỗ hổng không, khi mà để cho cái chuyện xảy ra chuyện đó, để mà bây giờ thay 100.000 nhưng khai 50 thôi, còn 50 kia coi như tôi không khai, nhưng mà trong khi đó vẫn chạc tiền thuế của người dùng, ví dụ như vậy. Thì hoặc là họ không chạc tiền, họ có phải đóng thuế không? Ví dụ tôi không chạc tiền thuế người này nhưng mà tôi không phải đóng thuế, hay là tôi phải đóng thuế, thì luật sư chia sẻ thêm ạ. Ok, trong Texas Comptroller's website Texas ở tiểu bang này đó, là họ có list tất cả những gì phải trả thuế. Thêm nữa cái luật ở đây ra là trách nhiệm của người chủ tiệm phải collect thuế, không có quyền nói là tôi không collect thì tôi không trả. No, nếu mà ông không collect, ông phải móc tiền túi ra trả, tại cái đó lỗi của ông. Chúng tôi biết là ông bán bao nhiêu, chúng tôi phải tính 8.25 tiền thuế, phần trăm tiền thuế trên đó. Không collect ráng chịu, tôi không biết ông collect hay không, ông không collect ông phải móc túi trả cho chúng tôi. Dạ vâng. Đó. Rồi bây giờ bên phía thuế luật họ quản lý sao cho cái vụ mà chẳng hạn nhà hàng hay là một số chỗ là cash only, thì bây giờ nếu mà không quản lý được thì bị hỏng cái chỗ đó phải không? Dạ, cái đó là cái chỗ hỏng của họ. Nhưng cũng như iOS, vượt đèn xanh đèn đỏ đi, 10 người xui một người bị bắt, đúng không? Thì cảnh sát người ta nói ủa chín người kia mới vượt, nhưng mà tôi chỉ bắt ông thôi, và tôi chỉ bức bắt được ông thôi. Nếu người nào bị audit, thì những cách mà họ audit là như vậy: họ vô đó họ ngồi mỗi ngày, họ ăn, rồi họ đếm đầu người, rồi họ tính ra, rồi họ tới audit cho mình một tháng sau. Cái này hơi khó. Yeah. Thì cũng có IRS agent họ làm như vậy. Nếu mà họ thấy cái tiệm này mà ăn gian thuế quá nhiều, dạ vâng, họ biết có nhiều người ăn gian thuế nhưng mà họ không có thời giờ để làm thôi. Đúng rồi. Dạ vâng. Thêm một câu hỏi nữa, chúng tôi muốn hỏi luật sư Tom. Một công ty lớn, một cái nhà hàng lớn, một cái dịch vụ lớn
với một cái dịch vụ nhỏ, một doanh thu nhỏ, nó có khác nhau về cái mức thuế hay không? Vẫn có khác nhau về cái policy hay cái benefit gì đối của tiểu bang đối với những doanh nghiệp nhỏ hoặc là những doanh nghiệp cùng loại mà nó lớn hơn? Nếu mình nói về sales tax hết đó là họ dựa lên cái tiền mà trao tay 825 tiền của thôi, thì mình thu vô 100 ngàn thì mình trả 8.250 đồng, người ta thu vô 1 triệu thì họ trả 825 ngàn đồng. Đó, cái con số nó chỉ cộng vậy thôi, nên lớn nhỏ gì cũng chính phủ họ chỉ lấy 8.25 thôi. Còn nếu mà Hưng Yên họ nói về những cái thuế khác nữa, tức là property tax á, thì yes, họ dựa vô cái trị giá của cái tiệm. Một cái tiệm trị giá 1 triệu mỗi một năm trả 3 chấm, đó thì trả 30 ngàn. Trị giá có 100 ngàn thì một năm trả có khoảng cỡ 3 ngàn đồng tiền thuế thôi. Hưng Yên nghe nói là nhiều lúc là có bằng á, thì lại không tính thuế, mà không có bằng thì tính thuế. Trong luật pháp nó có những quy định, chẳng hạn như đấm bóp chẳng hạn, là có bằng thì không tính thuế, mà không có bằng lại tính thuế, thì hơi bị kỳ, mà cũng rất là vui nhờ luật sư chia sẻ thêm. Đây là một cái mà nó lạ lạ, mà nó hay có sự tranh chấp, nhưng mà khi mà mình tính ra đó, mình nói sâu vô mình thấy nó có lý. Ok, như Hương Yên nói đấm bóp. Dạ vâng. Bước đầu tiên người nói ồ không có bằng đâu rồi đấm bóp. No, nhiều khi bóp chân hay những cái chỗ mà họ đấm bóp mà họ không cần có bằng, tại vì không có cởi quần áo hay không có biết gì, không có trong phòng riêng gì đó, không phải regulated, thì phải tính thuế, tại vì những người đó phải trả thuế 8.25. Cái đó là sales of service. Nhưng mà trong cái nghề đó là họ lại có một cái exclusion bắt buộc phải tính thuế, chỉ trừ nếu có bằng. Nếu có bằng đóng bóp không cần tính thuế. Nhưng mà cái lý do là vì sao vậy? Lý do tại sao? Tại vì những người mà không có bằng á, thì họ bán cái service thường là coi như là họ coi như giống hệt như những người khác bán đồ hay bán service, phải trả thuế hết. Những người có bằng mỗi năm họ đã trả tiền thuế cho cái bằng rồi. Được. Họ trả tiền thi, họ trả bao nhiêu cái fee cho chính phủ rồi thì họ được trừ ra, không phải tính thuế. Chính phủ đã tính trước. Tại những người đó người ta phàn nàn tại sao tôi phải trả thuế này thuế kia rồi license đủ thứ rồi phải collect thuế rồi tôi mất khách đó, thì bởi vì họ tranh đấu nên họ được cái phần exclusion đó, cũng như mấy người luật sư bác sĩ không cần tính thuế. Dạ, tại vâng. Có bằng. Nhưng mà ví dụ mình nói cụ thể nó hơi bị chi tiết một chút đó, là chẳng hạn như trong một cái tiệm massage sẽ có người có bằng, có người không có bằng. Nếu mà tôi chịu massage cái bộ phận những cái nơi mà không cần thiết có bằng như vậy đó, thì cái nhiệm vụ của người chủ cái business đó phải có cái list là thu nhập này là thu nhập có bằng, còn thu nhập này là thu nhập không có bằng. Nó lẫn lộn như vậy là quản lý khó vậy luật sư? Bắt buộc phải quản lý, bắt buộc. Một cái thí dụ dễ hơn nữa, Hưng Yên có bây giờ vô cái supermarket, ở trong đó có thí dụ nói một supermarket lớn đi, bán sữa, bán thịt, bán đồ hết. Rồi trên đường mình bước ra có một cái quầy bán thịt, bán bánh mì, bán đồ mà ăn tại chỗ. Vâng. Cái đó phải tính thuế. Còn mua thịt với lại mua sữa, mua đồ ở trong kia để về nấu, không tính thuế. Cũng đặt food mà sao kỳ. Dạ. Yeah. Tại vì một cái đó là đồ ăn đã xong rồi, nó có cái labor ở trong đó. Nó có, họ định nghĩa là cái gì mà thành ra một cái nó gọi là, tôi không biết dịch tiếng Nam là cái gọi là cái final manufacture product, final product, sau khi có labor, có đầy rượu hết, thì họ tính thuế. Cũng như mình đi ăn nhà hàng mà rót ra ly sữa, tại có cái labor họ rót ra ly sữa tính 3 đồng. Trong lúc mình mua một hũ, một gallon có 3 đồng rưỡi không tính thuế, tại mua trong tự động mình lấy. Dạ trong vâng. Đó ra còn ở đây mua nhà hàng thì họ serve cho mình thì tính thuế. Dạ vâng, cũng có những cái thật thú vị phải không ạ? Có một cái nữa, tiện thể hỏi luật sư Thông luôn, trong cái bill điện thoại á, có bao nhiêu loại thuế trong đó? Điện thoại là qua liên bang thì FCC đó là cơ quan liên bang của liên bang, của chính phủ Mỹ, họ chụp hết, họ nói chúng tôi đánh thuế cái này thôi, không ai đánh thuế nữa hết đó. Thì họ đánh thuế hết, xong rồi khi họ đưa xuống tiểu bang thì tiểu bang nói ok, chúng tôi không đụng vô thuế của mấy ông, nhưng mà đây là đường dây ở chung quanh đây, tại vì những cái hãng sale đó họ mướn. Nếu mà Hưng Yên để ý trên nóc những cái building và lâu lâu á, thấy có những cái anten bự tròn đó, những cái chỗ đó họ đánh thuế hết, nên bây giờ chính phủ đánh thuế cái đó. Cái đó là cái thuế thứ nhì. Cái thuế thứ ba là thành phố với quận. Họ nói ok, quý vị đi
đủ thứ chỗ hết, điện thoại nó đi vòng 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 hết, đi ngang chỗ chúng tôi gọi cảnh sát 911. Nó có một cái tiểu bang Texas ra một cái luật chính xác riêng của nó luôn, gọi là thuế 911. Nếu mà gọi cảnh sát, ok, tôi tính thuế cho đó. Thì bởi nó có cái bill, cái cell phone của mình thường thường nó có 2-3 loại thuế lần, mà nó có một cái thuế là 911 nữa. Tôi không gọi tôi cũng phải đóng thuế. Tại vì có thể mình phải cần, thì họ phải connect cho mình, thì họ tính thuế trước luôn. Chính phủ, chính quyền họ vận hành chỉ nhờ cái đồng tiền duy nhất là thuế. Yeah. Cho nên chúng ta cũng phải thông cảm chuyện đó. Bây giờ chúng ta còn vài phút cuối đó, thì xin luật sư chia sẻ một chút một số cái hình phạt, cái khung hình phạt khi mà cơ sở thương mại hay là cá nhân tổ chức nào trốn thuế trong cái thuế sale tax này. Sale tax làm sao người chủ tiệm có trách nhiệm phải thu thuế, thuế đó là thuế của chính phủ, tiền đó tiền của chính phủ. Nếu mà thu cái thuế đó xong rồi không đưa chính phủ, gọi là sao? Ăn cắp tiền của chính phủ. Cái đó rất nặng. Mà nếu bây giờ không collect thuế thì nói tôi không biết. Ok, trước khi mở business ông phải xin cái tax, sales tax. Uh-huh. Thì trong đó họ có một sắp giấy tờ phải đọc là cái nào phải tính thuế. Uh-huh. Nghề của ông viết, nếu không bây giờ chúng tôi phạt ông. Cái đó không phải hình sự, nhưng mà chúng tôi phạt và chúng tôi phạt tiền interest luôn. Nếu không chúng tôi đóng cửa tiệm và chúng tôi tịch thu cái tiệm đó bán cho người khác. Uh-huh. Đó thì tùy, mình có thể từ mất tiệm, từ bị phạt tiền cho tới mất tiệm. Và nếu mình cố ý vô tù không ạ? Cố ý thì mình vô tù. Thì cái mức độ vô tù nó có cái tiền nó có cao không thưa luật sư? Thì cái con số again, nếu mà nó tính theo, thành ra nó vô cái TEF nó tính theo tới 500 đồng. Uh-huh. 501 cho tới 1000, 1000 cho tới 10000 rồi hơn nữa, là nó tính là từ hình sự misdemeanor nhỏ cho tới lớn là felony, là có thể tới 2 năm tới 5 năm tới 20 năm nếu dạ mà vâng. Nếu mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Dạ vâng. Thêm một chút nữa thưa luật sư, là chúng ta thường nghe thói quen đi tới những khu châu Á hay Việt Nam hay thỉnh thoảng hay có là tính tiền mặt rồi thôi khỏi tính thuế. Yeah. Thì xin luật sư, để kết thúc chương trình, luật sư có vài lời khuyên, cái điều đó có đúng hay không, có nên làm hay không, và có những cái rủi ro, cái risky nào khi chúng ta thực hiện chuyện đó? Thông nghĩ là mình cũng đồng ý là không nên làm rồi. Dạ vâng. Dạ, nhưng mà cái người nào mà gánh cái nặng nhất là cái người chủ. Người chủ không collect, người chủ sẽ bị, cái người chủ tiệm đó. Còn cái người consumer, người ta mua thì bất quá mình mất người khách đó thôi, nhưng mà tội nghiệp cho người chủ, tại người chủ phải cuối tháng phải collect mà không có trốn được, tại bây giờ gì cũng computer hết. Bây giờ mình mua được, bây giờ thí dụ cái tiệm convenience store đi, mình mua 50 gói kẹo vô mà mình nói mình khai mình bán 20 gói, vậy 30 gói kia đâu? Tại sao khai thuế có 20 gói à, còn 30 gói kia đâu? Bây giờ cái gì cũng qua computer, là mình mua supply của một chỗ supply, mình khai thuế cuối năm là tôi tốn bao nhiêu tiền này. Họ nói ok, ông xài 100 ngàn. Ủa mà sao ông khai thuế có 50 ngàn rồi vậy? Khó tôi lắm. Lỗ. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Thông Tùng Hoàng, và rất là thú vị. Chúng ta có hai show liên tiếp về những kiến thức căn bản về thuế, thuế thu nhập và thuế tiêu thụ. Sao thác là thuế bán hàng đó. Hy vọng là chúng ta đã có thêm nhiều những kiến thức về hệ thống luật thuế tại Houston cũng như tại Texas. Cảm ơn luật sư Tom Tùng Hoàng. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp lần sau.